Thường khi xúc chạm biết đời tâm công đời.
thắng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Xin đi từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm nay thứ hai. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020. Trung Bộ Kinh bài 111 bất đoạn sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng ta xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo thì bây giờ con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chúng thành phần
Đức Thế Tôn. Kính chào chư Tôn Đức và Thượng Tọa, tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bài kinh số 111 Anuppadasota. Cái tựa đề bài kinh này nó cũng có vấn đề. Không hiểu tại sao cái chữ Anuppada ở đây được dịch là bất đoạn. Chữ Anuppada nếu mà xài trong cái từ văn phẩm, từ văn phẩm Bali thì có nghĩa là từng câu từng câu. Mà chữ Anuppada xài ở trong văn chương thì có nghĩa là từng bước một, từng bước từng bước, tức là từng giai đoạn. Thì tất cả những cái nghĩa đó nó không phải là cái nghĩa dịch từ cái chữ bất đoạn. Chữ bất đoạn là tức là không cái gián đoạn, không có đứt đoạn, mới Anandara mới là bất đoạn. Còn ở đây là Anuppada có nghĩa là từng bước từng bước. Vì nội dung của bài kinh này là Đức Phật ngài nói về hành trì giác ngộ giải thoát của tôn giả Sariputta, một vị thượng thủ tinh văn đệ nhất về trí tuệ, trong quá trình tu chứng này tôn giả đã quán chiếu từng bước bằng tuệ giác, một sự kết hợp trường diễn giữa chỉ và quán, để cuối cùng đạt đến chỗ viên mãn giác ngộ với chánh trí tuyệt luân. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong nội dung bài kinh này, Đức Phật ngài đã tán thán một đệ tử xuất sắc của ngài là vị thượng thủ tinh văn đệ nhất về trí tuệ là tôn giả Sariputta. Một vị đệ tử mà đã quân tu quá khứ về pháp La Mật tương đương với cái công hạnh Ba La Mật của một vị độc giác, chứ không phải là công hạnh của vị Bồ Tát thinh văn thông thường. Ở đây chúng ta cũng nên biết là trong hàng thinh văn A-la-hán đệ tử Đức Phật, thinh văn Savaka có ba hạng: Pakati Savaka là thinh văn thông thường, thì các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật ở thuộc hạng thông thường, A-la-hán thông thường thì nhiều vô số. Còn Maha Savaka tức là đại thinh văn thì có khoảng 80 đệ tử ưu tú, nhưng mà gọi là Akasavaka là thượng thủ tinh văn thì chỉ có hai vị thôi, tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana, một vị đệ nhất về trí tuệ và một vị đệ nhất về thần thông. Và trong bài kinh này là Đức Phật tán thán vị đệ nhất về trí tuệ tức là tôn giả Sariputta. Và ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài cũng trình bày về cái quá trình tu tập giác ngộ từng bước từng bước. Đó cũng là một bài học
cho các vị đệ tử khác được nghe biết. Và cái này rất là quan hỷ, để một lần nữa chúng ta thấy thời Đức Phật, trong số đệ tử của Đức Phật có một vị đệ tử ưu tú như là tôn giả Sariputta, thì giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được hoàn truyền một cách vững mạnh. Và chúng tỳ kheo những lúc mà không có Đức Thế Tôn, không có mặt Đức Thế Tôn ở đó, thì chúng tỳ kheo được nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp khích lệ, thì đó cũng là một sự học hỏi quan trọng. Vì chính kim khổng của Đức Thế Tôn đã tán thán về tôn giả Sariputta như bài kinh hôm nay. Và bây giờ thì trước nhất chúng ta hãy nghe chánh văn của bài kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giáo Đẳng Vị Ẩn Sư của chương trình hôm nay thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời sư Cú Khê Ma đọc cho chánh kinh. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tỷ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Kinh Bất Đoạn. Chữ Anupada có nghĩa là từng bước một. Đây là từ mà Đức Phật dùng để nói sự hành trình giác ngộ giải thoát của tôn giả Sariputta, vị thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ. Trong quá khứ tu chứng này, tôn giả đã quán chiếu từng bước một bằng tuệ giác, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chỉ và quán, để cuối cùng đạt đến chỗ viên giác giác ngộ với chánh trí tuyệt luân. Một 1044 lời khen ngợi cao tột của bậc đạo sư. Tôn giả Sariputta là thượng thủ thinh văn đệ nhất trí tuệ của Đức Phật. Với những ngôn từ mỹ miều cao tột, Đức Phật tán thán trí tuệ của người đệ tử này. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, tịnh xá của ông Anathimindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo, nơi các tỳ kheo: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc hiền trí. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc đại tội. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quảng tội. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc hỷ tội. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc tiệp tội. Này các tỳ kheo,
Sariputta là bậc lợi tội. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quyết trạch tội. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc hiền trí. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc đại tuệ. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc quảng tuệ. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc hỷ tuệ. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc tiệp tuệ. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc lợi tuệ. Này các tỳ kheo Sariputta là bậc quyết trạch tuệ. 1045, tuệ giác quán chiếu từng bước chân đi tới, thiền định từ sắc giới đến vô sắc giới, và cuối cùng là diệt thọ tưởng định được Sariputta khéo tu tập và chứng đắc. Chẳng những vậy mà mỗi thiền chứng Ngài đã dùng thắp sáng tuệ giác bằng sự quán chiếu để nhận ra bản chất vô thường, vô ngã của các hành. Đây là sự kết hợp tuyệt đỉnh của hai pháp chỉ và quán. Này các tỳ kheo, cho đến nửa tháng Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các tỳ kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của Sariputta. Ở đây này các tỳ kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do sanh dục có tầm có tứ. Và những pháp thuộc về thiền thứ nhất như tầm tứ hỷ lạc nhất tâm và xúc thọ tưởng tư tâm dục thắng giải tinh tấn niệm xả tác ý. Các pháp ấy được an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi an trú, được Sariputta biết đến khi đoạn diệt. Sariputta biết rõ như vậy. Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, cô độc, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa, đối với Sariputta còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta thì diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm và những pháp thuộc về thiền thứ hai như nội tỉnh hỷ lạc nhất tâm và xúc thọ tưởng tư tâm dục thắng giải tinh tấn niệm xả tác ý. Những pháp ấy được an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như sau. Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Sariputta đối với các pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thứ nữa, đối với Sariputta còn nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú,
chứng và an trú thiền thứ ba. Và những pháp thuộc về thiền thứ ba như xả, lạc niệm, tỉnh giác, nhất tâm và xúc thọ tưởng, tư tâm dục thắng giải, tinh tấn xả tác ý, những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta xả lạc, xả khổ, diệt kỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Và những pháp thuộc về thiền thứ tư như xả, bất khổ, bất lạc thọ, thọ, vô quán niệm tâm, thanh tịnh nhờ niệm, nhất tâm và xúc thọ tưởng, tư tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả tác ý, những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Và những pháp thuộc về không vô biên xứ như hư không, vô biên xứ tưởng, nhất tâm và xúc thọ tưởng, tư tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả tác ý, những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Và những pháp thuộc về thức vô biên xứ như thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm và xúc thọ tưởng, tư tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả tất, những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta ta vượt lên hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chúng và trú sở hữu xứ.
và những pháp thuộc về vô sở hữu xứ như vô sở hữu xứ tưởng, nhất tâm và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý. Những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm, không có hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, nay có hữu hiệu. Sau khi hữu hiệu chúng đoạn diệt, Sariputta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta còn có nhiều việc làm thế nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, Sariputta vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, một nghìn không trăm bốn mươi sáu bậc trưởng tử ưu tú của Đức Điều Ngự, tôn giả Sariputta chẳng những là bậc thượng trí trong hàng đệ tử ưu việt của Đức Phật, mà còn được xem là người hoàn toàn có tư cách thay mặt Đức Phật quảng diễn chánh pháp. Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại. Như vậy, các pháp ấy trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau khi hiện hữu chúng đoạn diệt. Sariputta đối với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết không có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sariputta không có việc phải làm nhiều hơn thế nữa. Này các tỳ kheo, nếu nói một cách chân chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: người này không có tự tại, được cứu cảnh trong thánh giới, được tự tại, được cứu cảnh trong thánh định, được tự tại, được cứu cảnh trong thánh tuệ, được tự tại, được cứu cảnh trong thánh giải thoát. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: Sariputta được tự tại, được cứu cánh trong thánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong thánh định, được tự tại, được cứu cánh trong thánh tội, được tự tại, được cứu cánh trong thánh giải thoát.
Các tỳ, này các tỳ kheo, nếu nói một cách chân chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: người này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ pháp hóa thành thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Nói một cách chân chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ pháp, do pháp hóa thành thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Sariputta, này các tỳ kheo, chân chánh chuyển pháp luân vô thượng, như đã được Như Lai chuyển vận Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Kính lễ thượng tọa Tiểu sư Đại Lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đa số các bài kinh chúng ta được nghe về pháp, và sau đó liên hệ đến một người nào đó, một nhân vật nào đó. Riêng về bài kinh này hôm nay thì ngược lại, chúng ta được nghe về một nhân vật, và qua đó chúng ta hiểu về lý pháp. Nhân vật đó là tôn giả Sariputta, một vị đệ tử được biết đến là tối ưu về trí tuệ ở trong số các hàng đệ tử Phật. Thưa quý vị, ngay khi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến với giáo pháp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài đã cho Chư Tăng biết đó sẽ là hai vị thượng thủ thinh văn. Và tôn giả đến với Đức Thế Tôn, nếu mà tính vào thời gian sinh lịch của chúng ta, thưa quý vị, vẫn còn, tôi đã qua tháng Giêng, nhưng mà sau lịch của Ấn Độ, lịch Ấn Độ bắt đầu năm mới vào cái tháng Vesak, chứ không phải tháng, Maka như chúng ta. Tháng Vesak tức là ngày tháng tư, tức là tháng tư âm lịch. Thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, cũng như ngày Maha Kassapa, ngày Cha Diếp, là trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Chỉ có một thời gian ngắn sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Nhưng mà từ đó trở đi, thì thưa quý vị, tôn giả đã trở thành một vị giáo thọ trong tăng chúng cùng với tôn giả Mục Kiền Liên. Ngoài cái trọng trách mà Đức Phật Ngài giao phó là hướng dẫn tăng chúng, thì tôn giả cũng là một vị thầy để hướng dẫn rất là nhiều những người mới xuất gia, kể cả những sa di nhỏ tuổi mà Đức Phật đặc biệt giao phó, như là tôn giả La Hầu La. Công việc của tôn giả Xá Lợi Phất thường là khai tông hay là hướng dẫn về pháp học, và ngày Mục Kiền Liên thì đưa xa hơn là hướng dẫn về pháp hành, về thiền định. Công việc của tôn giả Xá Lợi Phất là hướng dẫn chư tăng có thứ lớp từ ngày này qua ngày khác. Khi mà sống ở trong chùa, chúng ta gọi là một cách dạy tương đối là có trường lớp, có giáo trình.
Đức Phật Ngài chỉ giảng dạy có tất cả là giáo trình. Khi mà Ngài lên cung trời đau lợi để thuyết pháp và hạ thứ bảy, với cái thần lực của Ngài trong một thời gian dài 3 tháng, Đức Thế Tôn có một bài pháp dài nhất, thì Ngài giảng dạy có lớp lan. Còn ngoài ra thì đa phần Đức Phật Ngài giảng do cái chuyện gọi là khế cơ, ứng hợp với cái trường hợp, với cái hoàn cảnh, với căn tánh của chúng sanh. Và do vậy chúng ta thấy rất nhiều pháp thoại của Đức Phật giảng ở trong kinh điển, như là những bài pháp, cũng có một vài bài pháp rất là dài, như là kinh Brahmacharya, kinh Phạm Võng, hay kinh Samana, kinh Tam Môn Quả chẳng hạn. Nhưng mà đa phần thì công việc giảng dạy mà có giáo trình, có sắp xếp, thì thường là tôn giả Xá Lợi Phất, như là chúng ta đã từng đọc qua mấy bài kinh, kinh Thể Túc hay kinh Thập Thượng. Những bài kinh này cho chúng ta thấy rằng Ngài đã hướng dẫn chư tăng bằng một cái giáo trình mà chúng ta thấy như hiện nay, nghĩa là có từ đầu chí cuối. Và trong kinh ghi rằng nhiều tác phẩm quan trọng, như là tác phẩm Patisamphida hay là Tạng Diệu Pháp, phần lớn từ hầu hết Tạng Diệu Pháp là do Tôn giả Xá Lợi Phất giảng dạy. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên với một người đọc kinh điển. Và có thì giờ học vòng các tạng khác nhau của tâm tạng kinh điển, kinh luật, A Di Đà, v.v. Thưa quý vị, rất là khó để chúng ta có thể hình dung hết khi mà Đức Pháp Vương, tức là Đức Phật còn tại thế, mà có một vị tỳ kheo học pháp từ Đức Phật lại có thể giảng giải chánh pháp bằng một cách nó không, mình không thể gọi cách riêng, nhưng một cách rất độc đáo của mình, như Tôn giả Xá Lợi Phất. Vì đó phải là một vị có thẩm quyền, một vị đó là một vị phải có sự tin cậy của Đức Phật, và vì đó phải là một vị có trình độ sư phạm rất cao, nhà giáo đúng nghĩa là một nhà giáo. Thì thưa quý vị, Đức Phật ở trong bài kinh này, Ngài tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất là người có trí tuệ rộng lớn, trí tuệ nhân lẽ, trí tuệ thù thắng, trí tuệ một cách phấn khích, trí tuệ một cách thiền sâu. Nhưng mà lời tán thán đó không có đơn thuần, và không đơn thuần là lời tán thán. Ví dụ như là chúng ta nói một người nào đó giỏi, người đó hay, nhiều khi chúng ta dừng lại ở tại đó. Nhưng mà trong cái giỏi, cái hay, cái đẹp đó, thì hoặc giả là vì chúng ta nghèo nàn, hoặc giả là không phải chỉ nghèo nàn ngôn ngữ, mà đôi khi chúng ta nghèo nàn ý tưởng. Mình nói họ đẹp nhưng mà mình không nói được tại sao mình họ đẹp. Mình nói người đó giỏi không biết tại sao họ giỏi. Mình nói người đó hay không biết tại sao người đó hay. Ở trong trường hợp này, khi mình Đức Phật này nói lên lời tán thán với bậc đệ nhất thượng thủ Thinh Văn, thì Ngài đã có những mô tả mà những mô tả này trở thành một bài học lớn đối với chúng ta về chỉ và quán.
Những vị nào mà có tu tứ niệm xứ thì hiểu rằng ở trong giai đoạn đầu chúng ta thường lấn cấn ở giữa hai cái trạng thái gọi là định và niệm. Định là sự tập trung, niệm là sự ghi nhận, sự quán chiếu. Nhưng mà niệm lại là cơ sở của trí nhớ, niệm mới là cơ sở của tuệ quán. Ví dụ như là chúng ta có thể quán về vô thường. Sự quán về vô thường chúng ta dựa trên sự suy diễn hoàn toàn. Mà suy diễn là cái hoa nở thì nó tàn. Trước đây 3 tháng không có đại dịch, bây giờ có đại dịch, đó là vô thường. Thì điều đó là một sự quán chiếu về sự vô thường. Nhưng mà nó thuần về phương diện suy tưởng, mà nó không có năng lực của định. Cái năng lực của định đó là một cái sự gắn chặt, kiên định, tạo ra một cái năng lực. Và nhiều khi chúng ta gọi là năng lực của Samadhi, năng lực tam muội định. Chúng tôi thường lấy một cái ví dụ là một cái người mà họ nói chuyện hay đó, thì họ phải có hai cái, họ có hai cái khả năng. Một đó là ý tưởng, và hai là cái khả năng để sử dụng ngôn ngữ. Có những người có ý tưởng rất đẹp, nhưng mà cái sự khả năng ngôn ngữ của họ đó nó có vấn đề. Khi mà chúng ta nói về ngữ pháp, nói về mỹ từ pháp, nói về từ vựng, mà cái bốn liếng từ vựng mà một cái hiểu về văn phạm càng nhiều càng chính xác, thì lời nói nó có cái lực của lời nói. Cái lực của một người mà biết về ngữ pháp, về mỹ từ pháp, giống như là chúng ta ví dụ cho định và cái ý tưởng mà mình muốn phô diễn. Nhưng mà nói về chuyện văn chương, chuyện triết lý này nọ đó, thì điều đó, đó chúng ta nói giống như là quán. Và hai điều này nó kết hợp một cách dung nhuyễn thì nó tạo thành một cái câu nói, một cái bài nói, một cái án văn mà nó rất đẹp, rất hay. Thì tưởng tượng một người họ nói những cái điều rất là cao siêu, rất là hay, nhưng mà ngôn ngữ họ không có nhiều, hay là họ nói chuyện nó quá nhiều trùng lặp, lặp tới lặp lui, tại vì họ không biết danh từ. Nhiều khi không nhất thiết là phải trùng lặp như vậy, nhưng mà tại vì không có đủ ngôn ngữ, tại là họ chỉ nói từ đó, họ nói tới nó lui thôi. Ví dụ như là có những người mới học tiếng Anh mà mình chỉ biết cái chữ good hay là bad, it's good, it's bad, cái gì cũng good, bad, cái gì cũng tốt và xấu hết. Nhưng mà đôi khi thưa quý vị, ở trong ý tưởng mình thì không phải lúc nào mình cũng chỉ nói tốt và xấu. Có khi mình nói xấu, nói chuyện xấu, nhưng mà chuyện đó có khi là nó negative, có khi nó horrible, khi nó terrible, có khi it doesn't look good. Thí dụ như vậy, mình phải có nhiều từ vựng khác nhau. Thì khi mà mình nói như vậy thì có nghĩa là mình có ý tưởng, nhưng mà đôi khi mình nghèo về cái dụng ngữ. Và còn hơn thế nữa, chúng ta có một cái ví dụ khác về niệm và định, là ví dụ như một người buôn bán mà họ có nhiều sáng kiến, họ có nhiều mặt hàng, nhiều sáng kiến, nhiều mặt hàng làm cho khách đến thì rất là thích thú,
để mua, nhưng mà cái vốn họ nó không có nhiều, cái vốn họ cạn, thành ra cái xây trở của họ nó hạn hẹp. Một cái người ra làm ăn buôn bán mà họ có cái nguồn vốn dồi dào đó, thì ngoài cái chuyện cái khả năng điều hành quản trị, ngoài cái khả năng để mà làm cho nhiều cái mặt hàng phong phú, có nhiều dịch vụ khách thích, thì họ còn có một thứ, đó là cái nguồn vốn của họ nó nhiều. Mà nhờ cái nguồn vốn đó đó mà cái công việc của họ nó ổn định, mà nó đặc biệt thu hút khách. Cái vốn mà như vậy đó chúng ta gọi là Samadhi. Và những cái sáng kiến chúng ta gọi là Vipassana. Chúng tôi tạm thí dụ như vậy, hy vọng quý vị hiểu. Cái cũng giống như trong âm nhạc. Âm nhạc thì một bản nhạc hay thì chúng ta nói tới cái lời của bản nhạc. Dạ, cái tiết tấu của bản nhạc hay. Nhưng mà bên cạnh cái lời, cái bản nhạc nó còn có cái chuyện hòa âm phối khí nữa. Có nhiều khi bản nhạc rất là hay, nhưng mà hòa âm rất là dở thì nó không thành bản nhạc hay được. Vì vậy, ở đây, Samatha Vipassana là niệm và định đó. Nó là hai cái lực, mà một bên đó, là Samatha là dẫn đến tâm giải thoát, một bên dẫn đến tuệ giải thoát. Cái tâm giải thoát đó, thật ra cái năng lực chính của tâm giải thoát đó là định lực. Nhưng mà định lực đó đó, ban đầu thì nó có đi với tầm tứ hỷ lạc, rồi từ từ nó nhuần nhuyễn hơn thì nó chỉ có tứ hỷ lạc, mà không có tầm, hay nhuần nhuyễn hơn chỉ không có tầm tứ mà chỉ có lạc định, và sau cùng thì nó không chỉ có xả vào định. Những đoạn này chúng tôi không có đi sâu vào nhiều, tại vì chúng ta đã bàn nhiều về những cái phần trước rồi. Nhưng mà Samatha là cái gì đó mà nó tạo cho người ta có một cái tâm lực, một cái vốn liếng, mà vốn liếng đủ mạnh, đủ chắc. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng, một người mà có nhiều ý tưởng là một lẽ, nhưng cái dùng ngữ của họ nghèo nàn, có đôi khi họ phô diễn cái ý tưởng của họ được một cách rất là nghèo nàn. Mặc dù cái không có nhiều ý tưởng hay, nhưng mà vì họ không có đủ ngôn ngữ, như mình học một cái sinh ngữ mới mà mình không có nhiều cái mình nhiều không có nhiều cái dụng ngữ đó, thì đôi khi mình nói lặp đi lặp lại cái gì đó. Thì ở đây cái ưu tiên của Phật pháp đó là quán, chúng ta nói thẳng như vậy, đó là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát ở đây là mình thấy rõ được cái thực tính của vạn pháp. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi mà chúng ta đề cập đến tuệ giải thoát đó, mà chúng ta coi thường tâm giải thoát. Bởi vì chúng ta biết rằng những cái trở ngại cho cuộc sống của chúng ta, trở ngại để sống nội tâm, có 5 cái ngăn ngại đó: độc, sân, tham dục, sân độc, hôn thụy, trào khối, phóng dật. Những trạng thái đó nó chỉ thật sự được áp đảo, được xua tan là do sự thực hành. Chỉ thực hành cái gì liên tục, thực hành cái gì bền bỉ, tức có định lực, có tầm tứ hỷ lạc định, nó mới xua được những cái thôi. Vì vậy có đôi khi một số người học không có nghiên cứu về chuyện này đó, nói rằng cái thiền chứng nó là cái chuyện không cần thiết. Nó chỉ là một cái gì mà gọi là optional, mình có cũng được, có thì tốt, cũng có cũng không sao. Đồng ý là Đức Phật không có nói rằng ai tu tập đều phải đắc các tầng thiền hết. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói cái Samatha là cái gì tập trung. Ví dụ như là mình nói mình quán vô thường mà mình chỉ quán trên sách vở, hay là mình nhìn một cái vườn hoa, hay là quản giả là chúng ta đọc tin tức rồi chúng ta nói ồ cuộc sống đúng là vô thường, khổ vô ngã, thì những ý tưởng đó nó chỉ chợt đến chợt đi thôi, nó thoảng đến thoảng đi thôi. Và nhiều lúc những ý tưởng nó thay đổi đời sống của mình, nhưng mà nó đôi lúc nó không có đủ mạnh như là chúng ta có giờ để mà ngồi thiền. Ở trong lúc chúng ta ngồi thiền
thì chúng ta sử dụng một cái đề mục để cột tâm như là hơi thở, hay là khi chúng đi dùng bước chân. Tập trung như vậy, định và niệm được sanh khởi đầy đủ sung mãn. Thì từ cái định và niệm, thí dụ như là một vị qua ban đầu, vị đó chỉ làm sao để thuần thục, để thoải mái với hơi thở ra, hơi thở vô. Rồi đi tới một giai đoạn xa hơn là vị đó có thể biết được hơi thở ra dài, vô dài, ra ngắn, vô ngắn. Đi xa hơn nữa, vì nó thở một cách không có bị xáo trộn, không bị áp lực, thở một cách tự nhiên, an tịnh, thật gọi là an tịnh thân hành đó. Rồi đi xa hơn chút nữa là vị đó có thể thở, mà vị đó có thể cảm giác trọn hơi thở, cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra chẳng hạn. Và thưa quý vị, cho đến khi nào quán vô thường vị ấy thở vô, quán vô thường vị ấy thở ra, thì cái quán vô thường vị thở vô đó, nó là sự kết hợp dùng nhuyễn giữa niệm và định, giữa chỉ và quán. Quán là một sự thấy sự vô thường, nhưng mà vô thường nó phải đi với hơi thở. Và điều này rất là khó để diễn tả cho một người mới tu tập. Chúng tôi thường phải dùng cái thí dụ mà ở trong cái ngành khi tập yoga, nó có những cái động tác, và những động tác đó, nó đi với hơi thở. Và hơi thở gặp người xuống, ngẩng người lên, cong người bên phải, cong người bên trái. Và những cái thao tác này nó luôn luôn đi với hơi thở. Nếu những cái thao tác của yoga mà không đi với hơi thở thì nó giảm đi hiệu lực rất là nhiều. Thì cái thao tác đó chúng ta tạm gọi là, chúng ta gọi là quán, và cái hơi thở chúng ta gọi là chỉ. Hay là người ta sẽ hát rất là hay, nhưng đôi khi hát trật nhịp. Một cái người hát mà vừa là có luyến lái của cái âm thanh, nhưng đồng thời hát với đúng nhịp, đúng theo cái tiếng đàn chẳng hạn, thì cái đó đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn. Ở đây chúng ta nói hợp nhuần nhuyễn chỉ và quán. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang một cái phương diện khác, đó là con người chúng ta thường ít khi mình làm việc gì đó mà mình nắm rõ, biết rõ cái gì mình đang làm, nắm rõ, biết rõ cái gì mà mình đang an trú ở trong trạng thái nào. Và thông thường chúng ta phải hỏi người khác. Dạ, mình hỏi người khác, và người đó phải giải thích rằng mình như vậy là như vậy. Chúng tôi lấy một ví dụ như là trường hợp có một người nhiễm COVID. Người nhiễm COVID ấy, thì có người nhiễm COVID bị ho, bị nóng, họ không biết là họ đang ở trong trạng thái nào, ở trong tình trạng nào, và họ phải gọi bác sĩ. Nhưng mà nếu đã là một vị bác sĩ, và đặc biệt là vị bác sĩ chữa COVID ấy, thì nghe trong người mình, mình bị sốt như vậy, bị ho khan như vậy, bị mất đi cái bị giác, khứu giác như vậy, là mình đang ở trong giai đoạn nào, mình đang bị cái gì, vị bác sĩ có thể biết. Tức là có những người ở trong trạng thái đó, nhưng mà họ không biết mình ở trong trạng thái đó. Dạ, mình ở trạng thái nào biết trạng thái đó, nó là một chuyện hết sức là khó khăn, khó lắm. Kể cả trường hợp ví dụ như là trong đời sống chúng ta, nói một cái tầm thường là cái tâm mình nó xấu. Dạ, tâm mình xấu, tâm mình đã ác, tâm mình nó sân hận, tâm mình nó ganh tị, tâm mình nó bỏng sẻn. Mà ngay lúc đó mình biết được mình đang ở trong tâm bỏng sẻn, tâm ganh tị đó, là cái chuyện khó, nó không phải dễ. Nếu mà mình đang bỏng sẻn mà mình biết mình bỏng sẻn đó, là cười mình nó khác đi. Khi mà mình tu thiền cũng vậy. Mình tu thiền, một cái người mà vào tu á, mà cái tâm có định biết là tâm có định, tâm không định biết là tâm không định, tâm tầm thường biết tâm tầm thường, tâm lao trao biết tâm lao trao, mà tâm cao thượng biết tâm cao thượng, cái đó không phải là dễ. Một cái người mà không có giỏi về, không có khả năng về tuệ, không có trí tuệ nhiều đó, thì thường thường là họ cảm thấy lúng túng, cảm thấy mất phương hướng khi mà ngồi xuống ngồi thiền, bởi vì họ nói rằng họ không tập trung được hơi thở. Nhưng với một người có trí tuệ và được hướng dẫn đầy đủ đó, thì hôm nào tinh tấn thì vị đã ý thức rõ là mình hôm nay tinh tấn, mà hôm nào lười biếng vị đã ý thức rõ sự lười biếng. Và hôm nào có tâm loạn động, mình biết rõ cái tâm loạn động, và mình đi theo cái tâm loạn động đó, mình nhìn vào mặt mũi cái sự loạn đó. Hôm nào cái tâm mình nó hay phóng dật, nó hay suy nghĩ, mình cũng dùng cái đó làm đề, làm cái đối tượng để quán chiếu.
Có nghĩa là một cái người mà có khả năng nhìn lại mặt mũi của mình, giống như người ta nói là hãy đưa bàn tay lên mà nhìn vào bàn tay của mình, thì rất khó. Chúng ta có thể nhìn chuyện này, nhìn chuyện kia, nhưng mình nhìn trở lại chính mình rất là khó. Thì tôn giả Xá Lợi Phất đặc biệt là Ngài có khả năng nhìn, và nhìn một cách rất là sâu sắc, và trên phương diện mà xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý, Ngài nhìn một cách rất là sâu sắc về tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, những cái trạng thái mà rất là tế gì của tâm. Ngài nhìn và nhìn rất là rõ, và chẳng những Ngài nhìn rõ được cái đó mà Ngài còn có sự quán chiếu trước kia nó không có, bây giờ nó có, bây giờ nó có, rồi trong tương lai không có. Thì như vậy nó không phải là ta, không phải là của ta. Ngài có thể nhìn thấy được cái sự vô thường, cái tính sanh diệt. Trước kia không có, bây giờ có là sanh, bây giờ có rồi nó diệt. Tại vì không có trạng thái nào nằm yên một chỗ hết. Ngài thấy được cái sanh, cái diệt của nó. Ngài thấy được cái tự tánh của nó. Và chính những vậy mà Ngài còn có một cái trí tuệ biết rằng đây không phải là điểm dừng mà còn phải đi tới. Yeah, đây không phải điểm dừng, còn phải đi tới. Cái đó quan trọng, thưa quý vị. Chúng ta thường khi mà thể nhập vào một trạng thái gì đó mà quá quá đẹp, quá hay, thì mình dừng ở tại đó. Thì trường hợp này giống như là bây giờ mà một người rời Việt Nam đi qua bên Mỹ lập nghiệp, rồi qua tới Mỹ lập nghiệp, đôi khi tìm được một cái điều kiện làm ăn rất là khá. Chúng tôi có quen với một cô Phật tử ở Việt Nam, cổ dẫn 4 người con qua bên Mỹ trong bệnh viện bảo lãnh. Thì cả 4 chị em đều đi làm neo hết, làm 2-3 năm có tiền. Và lúc đó cái nghề neo ở bên Mỹ rất là thịnh hành, làm rất là nhiều tiền. Thì ở trong đó có 3 chị em là quyết định người dùng tiền đó để ra mở tiệm neo, làm này làm kia. Nhưng mà có một người dùng cái tiền dành dụm trở lại đi học. Và cô đi học, sau này cô ra trường, cô làm một vị bác sĩ mà chuyên về ngành gây mê. Thì thưa quý vị, chúng tôi có dịp mà các vị đến chùa để làm lễ đó, thì chúng tôi nghe bà mẹ của bà bốn cô nó kể đó, thì chúng tôi mới thấy rằng một cái người đang đi làm mà có tiền, mình ở Việt Nam qua có tiền, nhưng mà mình không nghĩ rằng mình nên tiếp tục mình làm ra tiền ở trong ngành neo đó, và mình nên dùng cái tiền đó để đổi sang một cái nghề mà nó có lợi cho mình về mặt về lâu về dài. Cái chuyện đó là chuyện khó. Tại vì sao vậy? Nhiều khi mình làm ra tiền nhiều quá mà chưa chắc là đi làm bác sĩ gây mê mà lại được tiền, nhiều tiền như vậy. Nhưng mà ngược lại nó được những thứ khác. Thật ra con người chúng ta như vậy là nói thì bên ngoài rất là dễ chứ. Gọi là mình không bị kẹt vào cái mà mình đang có. Nó rất khó. Ở trong cái dụng ngữ Phật học của người Trung Hoa, họ có cái chữ vô sở trụ. Dạ, vô sở trụ tức là không có không, cái tâm nó không có kẹt vào một điểm này hay điểm kia. Bởi vì khi nó kẹt như vậy đó, nó rất rất là khó khăn để mà chúng ta vượt ra khỏi điều đó. Thành ra khi mà nói rằng vô sở trụ nghĩa là có nhất là có đặt xuống được, có nắm được, có được, có đến được, có đi được, nó không phải dễ. Chúng ta thường rất là dễ tự mãn, tự thỏa mãn với những cái gì nó mang tính cách giai đoạn. Dạ, nó khiến chúng ta không thể đi tới, đi xa hơn. Và ngay cả khi mà mình vào trong chùa tu, có nhiều khi rất là đơn giản, quý vị, là mình vào chùa tu tự nhiên Phật tử họ quý bộ vị sư cứ ôm như vậy giữ bề hoài, hay là mình có thể xây được ngôi chùa nghĩ chừng đó đầy đủ rồi, hay là mình có thể làm mình đi thuyết pháp được đôi chút mình nghĩ như vậy đủ rồi. Cái chuyện thật sự nó không có đủ, nó không có đủ, mà mình phải tiếp tục move on, tiếp tục lên được. Cái chuyện tiếp tục lên được là chuyện rất là khó. Mà đặc biệt là tôn giả Sariputta qua cái lời mà Đức Phật ngài thuật lại, ở đây không phải lời của tôn giả Xá Lợi Phất thuật, mà do lời Đức Phật thuật lại đó, thì tôn giả có làm được một việc mà bậc đạo sư đã trước kia. Chính bản thân của Đức Phật sau khi ngài rời thành Ca Tỳ Lệ, thì ngài tìm đến 2 vị thầy đầu tiên là
Uttaka, Ramaputta và Arara, Kalama, thì những vị này đều là những vị mà có thiền chứng rất là cao, một vị đắc đến thiền vô sở hữu, vị đắc đến thiền phi tưởng phi phi tưởng. Nhưng mà khi Đức Phật ngài đã thành tựu cái sở đắc đó, thì ngài thấy rằng ở đây nó không đạt đến cái chỗ viên mãn giác ngộ mà ngài tiếp tục lên đường. Cái khả năng có thể tiếp tục lên đường, khả năng đi tới đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì thứ vị hồi chúng tôi còn nhỏ có thể ở gần với những vị thầy như là ngài Tịnh Sự, sư trưởng hay là Hòa Thượng Minh Châu hay là một số các vị sau này, thì chúng tôi thấy rằng tất cả quý ngài đều có một cái đức mà mình phải học được, là không bao giờ tự mãn về cái sở học của mình, luôn luôn trong cái đời sống tu và học đó nó cần đi tới và tìm cách để học để hiểu. Có những vị mà gần tới mất đi thì cũng còn cố gắng. Và điều đó chúng thấy rất là rõ ràng là ngày xưa chúng tôi có đọc một quyển sách của cụ Nguyễn Hiến Lê, cụ nói rằng tự học một nhu cầu của thời đại. Thì ở trong đó cái cụ dịch một quyển sách mà trong đó nói rằng chúng ta sống trong thời đại ngày hôm nay, đừng bao giờ nghĩ rằng trường học, tiểu học, trung học, đại học mà dạy đủ cho chúng ta đâu. Khi mà chúng ta quăng ra ngoài đời thì chúng ta luôn luôn phải tiếp tục học, phải tiếp tục để tăng, để trau dồi cái kiến thức của mình, mình không tầm yên một chỗ. Mà quả thật như vậy, ngày xưa khi học ở trong đại học mà họ dạy những cái gì về computer như là ngôn ngữ của basic của COBOL, bây giờ mình đâu có sai nữa, hiếm khi sai lắm. Và mỗi một lúc đó thì cái ngành đó nó phát triển, và ngay cả những vị bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư bên này họ cũng phải đi tu nghiệp để họ biết thêm về ngành nghề của họ. Nó không thể nào một cái ngành nghề mà mình học cách đây 20 năm mà nằm yên tại đó mà nó không có phát triển hết. Vì vậy bên Mỹ những cái người mà mới ra trường đôi khi cũng được trọng dụng là tại họ học cái mà cập nhật cái mới bây giờ. Nhưng mà nó căn bản mà nói đó là ở trong cái con đường giáo dục bản thân, mà ở đây chúng ta không dùng chữ giáo dục bản thân, chúng ta dùng chữ tu tập. Và sự tu tập thì đa phần là con người rất là dễ bằng lòng, rất là dễ thỏa mãn với một cái chân mực nào đó, và trong cái chân mực đó thì nó không thể đi xa hơn nữa. Thì khi mà chúng ta nói về chỉ và quán ở tại đây, tôn giả Xá Lợi Phất ngài đạt đến một cái tâm thuật cao nhất, và từ trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên thức, vô biên phi tưởng, phi tưởng, thậm chí gì khỏi tưởng định. Và theo trong sớ giải thì khi mà ngài đạt đến cái tầng mà gọi là gì khỏi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, thì lúc đó tôn giả có hai cái quả chứng về tâm giải thoát, là ngài đạt đến trạng thái phi tưởng, phi tưởng, mà về tuệ giải thoát thì ngài đạt đến cái mức độ của vị tam quả A-na-hàm. Và bằng cái sở đắc của một vị A-na-hàm và về tuệ và về tâm giải thoát, là về diệt khỏi tưởng định, về phi tưởng, phi tưởng, ngài nhập diệt khỏi tưởng định. Và sau diệt khỏi tưởng định ra, ngài hồi quán, ngài nhìn lại, ngài quán chiếu, ngài đạt được vô lậu giải thoát. Thật sự thú vị, cái chuyện đó là vĩ đại lắm. Mình ở trong thế giới Phật học mình nói thì nghe đã là khó hiểu rồi, nhưng mà những ai mà học Phật mà hiểu chuyện đó là chuyện vi diệu lắm. Một vị mà từng bước một, từng chữ Anupada, và Anupada chữ ở đây là chữ hồi nãy có thấy Siêu Minh Thông Sư tra từ điển, cái chữ Pada thì ra chữ Ba Đá, không phải chữ Pada. Pada là giống như chữ Phát trong tiếng Anh vậy, chữ Phát là chân á, và Pada nghĩa là câu, như là Pháp Cú Thamapada. Ở đây là Anupada là từng bước một, thì tạm thời siêu có nói đến điểm này. Thì từng bước một, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và mỗi một bước như vậy đối với tôn giả Xá Lợi Phất á, ngài thành tựu chứng đắc rất là dễ. Và chẳng những thành tựu chứng đắc rồi mà ngài còn nhìn lại, nhìn thấy rất là rõ mỗi góc cạnh của nó, mỗi khía cạnh của nó, bằng cái sự hồi quán, bằng cái sự quán chiếu nhìn lại. Và chẳng những ngài quán chiếu, ngài nhìn lại tất cả những khía cạnh như là tầm tứ hỷ, tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục, vân vân, mà ngài còn ý thức rất là rõ cái gì mình phải đi tới. Và đến lúc mà ngài thành tựu được cái quả vị A-na-hàm và phi tưởng, phi tưởng, thì ngài nhập vào một cái trạng thái cao nhất
của các triệu chứng đó là diệt thọ tưởng định. Và từ đó ngày rời khỏi trạng thái diệt thọ tưởng định thì thưa quý vị, ngày mới phát triển, khai triển tuệ quán, trở thành một vị a la hán. Không có cái ngôn ngữ nào mà chúng ta có thể diễn tả đủ về cái sự cao siêu của ngài về phương diện này. Giờ phải nói đó là một cái hành trình mà Đức Phật ngài rất là khen ngợi. Và Chi Tôn Đức, thưa quý đạo hữu, cũng trong bài kinh này có những chữ mà có những cái câu mà Đức Phật dạy như là con của Đức Thế Tôn. Và thỉnh thoảng Đức Phật ngài cũng dùng như vậy chữ này ngài để một cách nói cho những người mà được trưởng thành từ trong giáo pháp, được khi mà nói con của Đức Thế Tôn tức là cái người thật sự sanh ra vào cái hàng thánh, trở thành bậc thánh, mà bậc thánh đó sanh ra từ cái giáo pháp và sanh ra từ miệng Thế Tôn và sanh ra từ pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật còn dạy thêm nữa đó là tôn giả Xá Lợi Phất đó, còn có cái tư cách để chuyển đạt phạm luân, tức là vận chuyển quán xe chánh pháp. Nói một cách khác là tôn giả Xá Lợi Phất là người hoàn toàn có thẩm quyền, hoàn toàn có thẩm quyền, có tư cách để giảng dạy, để quảng diễn về lời dạy của Đức Phật, để hoàn hóa một cái lời dạy rất là một cái lời nói rất là cao tột về sự ngợi khen tán thán của một bậc thầy, một đạo sư đối với một đệ tử. Và dĩ nhiên trong trường hợp này tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây về bài kinh. Bài kinh này đúng ra thì chúng tôi cũng không hiểu tại sao mà gọi là kinh bất đoạn, kinh Anupada. Chữ Anupada nghĩa là tuần tự, và một cái hành trình thứ lớp, hành trình tuần tự hay là từng bước một. Thì bài kinh này đặc biệt đề cập đến một nhân vật đó, tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà bên cạnh đó thì còn đặc biệt nói đến một cái điểm rất là trọng yếu trong thiền, là sự kết hợp của chỉ và quán. Xin được nhắc lời tại đây, và không hiểu Thượng Tọa Từ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy và nghe được thì kính cung thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thổ luận, và kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính tri ân Thượng Tọa Nhật Bản với bài giảng hôm nay. Bây giờ trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Nhật Bản soạn câu thảo luận, thưa Chư Tăng, chúng tôi xin có vài lời chia sẻ với quý vị. Ở đây, trong Tam Tạng Kinh Điển, các vị cũng đã biết tôn giả Sariputta với trí tuệ của mình, ngài đã đóng vai trò như là một vị giáo thọ đặc biệt. Ngài đã dạy chư tỳ kheo không phải là những cái thời pháp
đơn giản, mà những cái thời pháp như là ở trong trường bộ kinh, cái bài kinh Sanh Di Thí Sutta, kinh Phúng Tụng, hay là bài kinh Dasutara Sutta, kinh Thập Thường, chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái bài thuyết giảng này như là một cái giáo trình, để giải về pháp của Đức Phật, từ pháp một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi, chín chi, mười chi, mười chi pháp. Hoặc như cái bài kinh Thập Thượng thì tôn giả Sariputta không những là Ngài nói từ cái pháp một chi cho đến mười chi, và trong đó Ngài phân làm mười nhóm chủ đề. Mười nhóm chủ đề để giúp cho chúng ta sau này khi mà chúng ta học lại đó, chúng ta có thể nhớ cái chi pháp rất rõ. Cái chủ đề thứ nhất là Ngài đối đến những cái pháp Bhavukara Thamma, là những pháp đa tác dụng. Từ một pháp đa tác dụng, hai pháp đa tác dụng cho đến mười pháp đa tác dụng. Rồi cái chủ đề thứ hai là pháp cần phải tu tập Pavetappa. Một pháp cần phải tu tập, hai pháp cần phải tu tập, ba pháp cần phải tu tập, cho đến mười pháp cần phải tu tập. Chủ đề thứ ba là cần phải pháp cần phải biến tri Parinyaya Dhamma, một pháp cần phải cần biến tri, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, cho đến mười pháp cần biến tri. Rồi chủ đề về pháp cần đoạn trừ Pahatappa cũng từ một cho đến mười, cho đến một, cho đến pháp thuộc phần hạ liệt, phần thù thắng, pháp khó thể nhập. Mười nhóm pháp cần sinh khởi, mười nhóm pháp cần thắng tri, mười nhóm pháp cần tác chính. Tổng cộng bài kinh này Ngài nêu ra tất cả là 550 chi pháp. Chúng ta thấy một cái giáo trình đồ sộ, chứ không phải là không phải là ít, chưa hết. Chúng ta có một biển quyển có thể xem như là các quyển Bách Khoa Từ Điển, Bách Thầy Sâm Phi Đá Mắt Gá, đó có rất nhiều những từ Phật học mà Ngài đã trình bày về ý nghĩa qua những cái khía cạnh của pháp. Rồi như phần như trong tiểu bộ kinh mà cái tập Mahanidhisa hay là Chu Lớn Đi Sá, tức là cái phần thích nghĩa, Ngài giảng lại
Ngài phân tích những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết tóm tắt, vân vân. Nếu mà chúng ta có xem qua những cái tác phẩm đó ở trong kinh tạng Pali thuộc về tiểu bộ hay trường bộ, thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ, và chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi mà trong bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài đã tán thán một vị đệ tử xuất sắc như là tôn giả Sariputta. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc hiền trí. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc đại tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quảng tuệ. Này Sariputta, Sariputta là bậc hỷ tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc tiệt tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc lợi tuệ. Này các tỳ kheo, Sariputta là bậc quyết trạch tuệ. Khi mà chúng ta đọc qua những cái tác phẩm kinh điển và những cái bài kinh mà tôn giả Sariputta Ngài đã thuyết, thì chúng ta sẽ thấy thật là đặc biệt. Vào cái hạ thứ bảy, Đức Thế Tôn lên trên, Ngài ngự lên trên cổ trời Tao Bất Thi Xá, Đao Lợi Thi Cung, để thuyết pháp, thuyết vi diệu pháp Abhak Vitakka. Ngài thuyết vi diệu pháp cho chư thiên nghe, và mục đích là để tiếp độ thân mẫu của Ngài là Hòa Hậu Mahamaya. Sau khi hạ sinh Thái tử được 7 ngày hôm, thì bà Băng Hà sanh lên cổ trời Đâu Xuất. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã thuyết vi diệu pháp cho chúng thi nghe, và hàng ngày Đức Thế Tôn đã dùng ý tâm thông, ý quá thông để hóa hiện thành một vị Phật giống như Ngài, và cũng ngồi tại cung trời Đạo Lợi để mà thuyết pháp. Còn bản thân Ngài thì đi xuống cõi người để khất thực độ nhật. Và Ngài có ước hẹn với tôn giả Sariputta gặp nhau ở tại hồ Anuttara trên Himalaya Sơn, Himalaya. Sau khi hai bậc long tượng đã đi khất thực xong, ăn xong, tôn giả Sariputta đã đi đến bờ hồ Anuttara dưới một bóng cây mát mẻ, và Đức Thế Tôn Ngài cũng ngự đến đó. Ngài thuyết lại cho tôn giả Sariputta nghe những đầu đề vi diệu pháp gọi là Matika đó. Chỉ thuyết về đầu đề Matika thôi. Thích Cấp Matika, Đúc Cấp Matika, Thâm Mát Thác Đúc Cấp Matika, hay là Xuất Tăng Tác Matika. Đầu đề tam, đầu đề nhị, nhị đề kinh và nhị đề ví dụ pháp. Cái nhị đề đó nó gồm có hai là nhị đề A Tỳ Đàm và nhị đề Kinh Tạng. Nhị đề A Tỳ Đàm thì có 100 câu, có 100 đề
200 câu. Còn nhị đề mà thuộc về kinh tạng, nhị đề kinh đó, thì có 42 đề, 88 câu pháp. Đức Thế Tôn Ngài thuyết như vậy đó, chính tôn giả Sariputta Ngài trở về chùa và Ngài đã thuyết lại cho 500 vị tỳ kheo đệ tử của Ngài nghe, và Ngài đã hệ thống sắp xếp thành cái tạng A Tỳ Đàm, tạng Phi Diệu Pháp. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta học về Phi Diệu Pháp thì chúng ta phải nhớ đến tôn giả Sariputta, một vị đã diễn giảng rộng rãi và có hệ thống về Phi Diệu Pháp để bây giờ chúng ta học. Đây là cái chú giải ở Atthasalini, bộ chú giải của bộ Pháp Tụng Thomas Sangani đã được đề cập đến. Bây giờ thì không biết là chúng ta có câu, quý vị xem coi Thượng Tọa Giác Đẳng có soạn câu thảo luận chưa. Nếu có xin dừng lại ở đây. Ồ, chưa có. Như vậy thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ nữa, cho đến khi nào có rồi thì quý vị cho biết. Nhờ Đại Đức Từ Tri chú ý dừng. Ở đây thưa quý vị, nói về tiền tích của hai vị thanh văn đệ tử của Đức Phật, thì trong thời Đức Phật Anumadassi, thời Đức Phật quá khứ, lúc đó có một vị đạo sĩ tên gọi là Narada. Vị đó là sư trưởng của 500 vị đạo sĩ khác. Và một lần Đức Phật Anumadassi cùng với hai vị thượng thủ tinh văn của Ngài với chúng tỳ kheo đi vào rừng, đi ngang qua, đi đến tại cái trú xứ của các vị đạo sĩ này. Thì duyên lành sẵn có, cho nên các vị đạo sĩ rất là hoan hỷ, hoan nghênh Đức Phật Anumadassi và Chư Tăng, Chư Kheo đến trú xứ của mình. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài nhập định, Anumadassi Ngài nhập định trong suốt 7 ngày. Đạo sĩ Narada đã cầm quạt đứng hầu Đức Thế Tôn trong suốt 7 ngày. Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn Anumadassi Ngài xả thiền. Lúc đó Ngài thuyết pháp cho 500 vị đạo sĩ được nghe.
Thì thưa quý vị, đạo sĩ Narada không phải là một người bình thường, nhưng mà vì đạo sĩ Narada thấy bên cạnh Đức Thế Tôn có hai vị tỳ kheo sáng chói mà được giới thiệu cho biết là một vị đệ nhất về trí tuệ và một vị đệ nhất về thần thông, là hai vị thượng thủ tinh văn của ngài. Cho nên đạo sĩ Narada đã lập nguyện trong tâm để thành tựu cương vị thượng thủ tinh văn để nhất về trí tuệ của vị Phật tương lai. Và do đó sau khi Đức Phật Anamodasi ngài thuyết pháp xong, cả 500 vị đạo sĩ đệ tử của Narada đều đắc A La Hán. Riêng về đạo sĩ Narada cũng đắc cái gì? Chưa đắc A La Hán. Vì do vị đó lập hạnh nguyện ở trong tương lai. Và lúc bây giờ sau khi Đức Thế Tôn dứt thời pháp, Đức Thế Tôn Anamodasi dứt thời pháp, thì đạo sĩ Narada đảnh lễ Đức Thế Tôn một cách cung kính và phát nguyện dưới chân của Đức Thế Tôn Anamodasi để được thành tựu thánh quả với cương vị thượng thủ tinh văn đệ nhất và trí tuệ của Đức Phật trong tương lai. Và Đức Thế Tôn ngài đã, Anamodasi ngài đã thọ ký trong tương lai vào thời Đức Phật Gautama, ngươi sẽ là một vị thượng thủ với danh hiệu là Sariputta của vị ấy. Đạo sĩ Narada liền đi đến người bạn thân nhất ở tại Varanasi và trình bày cho bạn biết về cái hạnh nguyện của mình và khích lệ bạn nên phát nguyện thành thượng thủ tinh văn thời Đức Phật Gautama để nhất về thần thông đi. Và cái người bạn của đạo sĩ Narada đã đồng ý và đến đảnh lễ Đức Phật, kinh xin cung thỉnh ngài và chúng tỳ kheo về trai tăng suốt 7 ngày. Sau khi cúng dường 7 ngày xong, đạo sĩ gia chủ bạn của Narada cũng đã phát nguyện thành thượng thủ tinh văn đệ nhất ở tịnh thông, và Đức Thế Tôn Anamodasi cũng đã thọ ký. Thế là hai vị bổ túc ba la mật tới 20 pháp độ, tức là 10 ba la mật bậc hạ, 10 ba la mật bậc trung, bậc trung. Và trong suốt thời gian hai a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, thì hai vị đó duyên lành đã chín mùi ngay trong hiện tại này, thời Đức Phật Gautama của chúng ta. Thì hai vị đó là hai anh em bạn như thời quá khứ, đi theo đạo sĩ Sanh Chay Giá để tầm cầu cái đạo giải thoát, nhưng cuối cùng cả hai tìm không được. Thì Cô Ly Tá trở về đời sống của người cư sĩ và thỏa ước với nhau rằng nếu ai tìm được cái đạo giải thoát trước thì báo cho người kia hay. Thì chính Upatissa đã đi vào thành Rajagaha, thành Vương Xá, và gặp tôn giả Asakhi, một trong năm vị Kiều Trần Như, nhóm Kiều Trần Như. Đạo sĩ Asakhi đã tiếp dẫn cho đạo
Tôn giả A Sĩ Chí đã tiếp dẫn cho đạo sĩ Upatissá chứng đắc đọa Tu Đà Quần với một bài kệ tóm tắt và du sĩ Upatissá đã về báo lại cho người bạn, thuật lại cho người bạn nghe bài kệ đó và cô đi tá cũng đắc quả. Cả hai đều bỏ gia đình và bỏ cái phái sanh giới giác đi theo Đức Phật. Và cô đi tá một tuần lễ sau khi xuất gia đã chứng quả La Hán, có cái danh gọi là Mokkhalana, vì ngài tên là Kulita nhưng mà cái dòng họ của ngài, cái họ tộc của ngài là Mokkhalana, cho nên sau này được gọi để phân biệt gọi là Maha Mokkhalana, Đại Mục Liên. Và ngài Upatissá nửa tháng sau khi xuất gia mới chứng A La Hán quả. Và được Đức Thế Tôn ngài thọ ký. Hai vị đó là vị thượng thủ tinh văn, đệ nhất về trí tuệ là Sariputta và đệ nhất về thần thông là Mokkhalana. Và trong bài kinh ngày hôm nay là Đức Phật ngài đã nói rằng này các tỳ kheo, cho đến nửa tháng Sariputta quán bất đoạn pháp quán, thì ở đây sau nửa tháng lần ngài nói từ khi xuất gia cho đến khi chứng A La Hán quả là nửa tháng. Trong thời gian đó là tôn giả Sariputta ngài liên tục từng bước chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, rồi thiền không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Ngài chứng được A La Hán quả, rồi chứng luôn diệt thọ tưởng định với đầy đủ tuệ phân tích. Cái nguyên nhân cái câu chuyện đó là như vậy thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta đọc và chúng ta được nghe những cái bài kinh mà nói về các vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật hay là một vị tôn giả nào đó như tôn giả Mốc, Maha, Khách Trần Nát, v.v. hay là tôn giả Matani Bồ Tát cũng là bậc trí tuệ, chúng ta rất hoan hỷ thưa quý vị. Ở trong bộ kinh mà cái bài kinh Trạm Xe thì tôn giả Sariputta có lần ngài đi đến một cái xứ đó, ngài đi nghe tiếng đến thăm tôn giả Punna Mataniputta, thì tôn giả Sariputta không có tự giới thiệu mình và tôn giả Punna Mataniputta cũng không biết được vị đó là Sariputta, cho nên cứ là tưởng như là một vị khách tăng đi đến để thăm viếng mình thôi và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôn giả Sariputta. Khi tôn giả Sariputta ngài hỏi về cái mục đích của sống phạm hạnh,
có phải mục đích của đời sống phạm hạnh này là thành tựu giới tịnh không? Thì tôn giả Mantanibuta này nói rằng không phải. Rồi tôn giả Sariputta này mới hỏi tiếp, như vậy thì có phải là tâm tịnh hay mục đích là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh? Ngài hỏi suốt cả bảy cái pháp tịnh có phải là mục đích của đời sống phạm hạnh này không? Tôn giả Mantanibuta ngài mới giải thích tương tự như một trạm xe. Ngài đưa ra cái thí dụ bảy trạm xe, có bảy trạm xe mà vua Pasenadi đi, đi từ Sawatthi đến Ratchakaha. Không phải là mục đích đến trạm xe thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mà tương tự đến trạm thứ nhất thay đổi xe và ngựa, rồi mới tiến đến trạm thứ hai, trạm thứ ba, trạm thứ tư, vân vân. Cứu cánh giải thoát. Nhưng mà trước tiên là phải thực hành qua về giới định, giới tịnh, rồi mỗi tâm tịnh là định, rồi kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo với đạo, tri kiến tịnh, vân vân. Giải thích nghe như vậy, tôn giả Sariputta ngày tán thán. Ngày tán thán tôn giả Mantanibuddha là bậc trí tuệ rất là quan hỷ, hôm nay được diện kiến một vị tỳ kheo trí tuệ mà Đức Thế Tôn ngài đã khen ngợi. Lúc đó tôn giả Mantanibuddha mới hỏi rằng: xin lỗi ngài, ngài có pháp danh là gì? Lúc đó tôn giả Sariputta mới nói rằng: thưa hiền giả, tôi là Upatissa, các vị bạn đồng phạm hạnh thường gọi là Sariputta. Thì lúc đó tôn giả Mantanibuddha mới sụp lại, bị nhỏ hạ hơn, và mới nói rằng: thật quan hỷ, hôm nay tôi được diện kiến một vị thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã tán thán. Nếu tôi biết trước tôn giả là Sariputta thì ngay từ đầu tôi đã không dám trả lời những cái câu hỏi này trước mặt một vị tướng quân chánh pháp. Thưa quý vị, đọc những cái bài kinh đó chúng ta thấy những bậc long tượng mà các vị đó tiếp xúc đối đáp với nhau rất là quan hỷ. Nếu mà chúng ta có được cái lòng tin đó, thì đọc như vậy cái phỉ lạc nó thấm nhuần làm cho chúng ta rỡn ốc nổi da gà đó thưa quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản. Ngày xưa chúng tôi đã từng đọc những cái đoạn kinh này là chúng tôi lúc đó chúng tôi phát sinh lên phỉ lạc nghẹn ngào. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua những cái điều học bất cứ ở trong kinh điển, đừng có nói rằng tôi chỉ học những cái bài kinh nào mà do Đức Phật thuyết thôi, không phải vậy. Vì tất cả những vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, những bậc A-la-hán, những bậc đại tuệ, những bậc trí tuệ như tôn giả Sariputta đã được Đức Thế Tôn tán thán, ngài đã xác chứng như vậy là một người là trưởng tử của Như Lai, được sanh ra từ miệng, từ giáo pháp mà ra. Nếu nói một cách chân chánh, vị này có đủ tư cách để mà vận chuyển pháp luân vân vân. Thì như vậy những gì mà tôn giả Sariputta ngài thuyết giảng ở trong Trung Bộ Kinh và những Tiểu Bộ Kinh chúng ta nghe cũng giống như Đức Phật thuyết vậy thôi, không có khác.
Vì vậy người Phật tử chúng ta khi mà nghe pháp là chúng ta phải thành tựu được lòng tin nơi Đức Phật, lòng tin nơi giáo pháp, và là thùng phải có cái lòng tin, niềm tin, tỉnh tín nơi các vị thánh chúng đệ tử của Đức Phật. Như vậy có phước báo. Chúng ta đừng giống như là tỳ kheo Cô Ca Lý Cát thuộc về nhóm của Đề Hoa Đa Tăng. Tỳ kheo Cô Ca Lý Cát vì thuận dòng và xu hướng theo Đề Hoa Đa Tăng nên tỳ kheo Cô Ca Lý Cát này có cái ác cảm với hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật, là ác cảm với tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Moggallana. Và cô Ca Lý Cát đã suy nghĩ trịch thượng, đã có những lời nói hàm hồ xúc phạm đến hai vị thượng thủ tinh văn như là một sự phỉ báng. Các vị chư thiên đã hiện ra và khuyên nhân chớ có suy nghĩ như vậy. Và dầu cho được khuyên ngăn như thế nào đi nữa thì tỳ kheo Cô Ca Lý Cát vẫn giữ cái lập trường, vẫn suy nghĩ như thế. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Cô Ca Lý Cát đã bị quả nghiệp cắt sạch. Tỳ kheo ấy bị bệnh ngoài da, chắc có lẽ là do cái tâm sân hận quá, cho nên máu xấu, cái gan không được tốt, cho nên nó nổi ra bên ngoài những cái mục u nhỏ. Trước hết nó nhỏ bằng cái hạt đậu, sau nó to dần dần lên bằng cái hạt mít, rồi nó nổi mủ lên và không có trị được và nó vỡ ra. Tỳ kheo đó bị mệnh chung và sanh xuống địa ngục. Sanh xuống địa ngục. Các vị chư thiên mới báo của Đức Thế Tôn, tỳ kheo Cô Ca Lý Cát đã mệnh chung, tỳ kheo Cô Ca Lý Cát đã có những cái tư tưởng chống đối và xuyên tạc hai thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn. Không biết tỳ kheo này sanh về đâu. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cho biết rằng tỳ kheo đó do khởi lên cái ác cảm và có cái tư tưởng chống đối hai vị thượng thủ thiên văn là những bậc hiền thiện, cho nên đã chết sanh xuống địa ngục rồi. Thưa quý vị, cho nên không những là ngài Sariputta, ngày Moggallana, mà tất cả các vị A-la-hán, chúng ta là những người Phật tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tăng ở đây là gì? Yadi Đăng Chata Ripurisi Gani Atapurisi Bukla E Sapakwato Sawaka Sankho. Chúng thinh văn của Đức Thế Tôn gồm tứ sông Bắc Bối, bốn đô tám vị là những bậc đạo quả Tu Đà Quần đạo quả, Tư Đà Hàm đạo quả, Na Hàm đạo quả, La Hán, là những bậc A Hồ Đây Vô, Đắc Khi Nay Vô, Anh Chơ Đa Cơ Nay Vô, Anh Út Ta Răng Vui Nhắc Khi Tăng Lục Cách Sáng, là những vị đáng được nhận lễ phẩm, tặng phẩm, cúng phẩm, tế phẩm, đáng được chấp tay đảnh lễ, là phước điền vô thượng ở đời. Thì khi mà ta quy y tăng là chúng ta luôn luôn nhớ là trên hết
là các vị thánh tăng là được thanh tịnh, là chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên có một cái tư tưởng giận hờn hay là nghĩ quấy của các vị đó. Đối với phàm tăng đó thì nhiều khi chúng ta giận cái vị sư A, sư B, giận cái vị trụ trì đó, chúng ta có thể là chúng ta hơi bực bội chút xíu thì nghiệp cũng không đến nỗi nào nặng lắm. Nhưng mà đối với các bậc A La Hán thì cái chúng ta phải cẩn thận. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Chúng tôi chia sẻ cũng khá lâu rồi, 45 phút mà sao thấy giờ này cũng chưa thấy có cái câu thảo luận nào. À, có câu thảo luận một. Mình xin lỗi quý vị, xin lỗi Thượng Tọa Giác Đẳng. Hồi nãy giờ sư huynh chờ mà chờ hoài không thấy, cho nên nấu riết cho tới gần hết giờ, xin thỉnh Thượng Tọa trở lại với phần điều họp. Nam Mô Bụt Thầy. Chào chú, rất là hoan hỷ với những chia sẻ của Thượng Tọa Từ Siêu hôm nay. Thực ra thì cũng muốn Thượng Tọa Từ Siêu đề cập lâu một chút. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta đề cập đến tôn giả Xá Lợi Phất. Và nếu chúng ta không có nói nhiều về tôn giả Xá Lợi Phất của tôi ông Quyền Liên, đôi khi chúng ta không có nhìn toàn bộ bài học ngày hôm nay. Xin được hỏi Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tây Quyền đang có mặt ở trước máy, xin tỉnh Thượng Tọa Phan Nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Thượng Tọa Tây Quyền, có một cái hiện tượng mà chúng ta thường thấy ở trong cuộc sống mình là có nhiều người trong chúng ta ít khi mà nhìn lại chính mình. Mình xấu mình cũng biết, mình xấu mình tốt cũng biết mình tốt. Thì làm sao mà ở trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có khả năng nhìn lại chính bản thân của mình ở trong một giai đoạn nào đó, ở trong một cái trình độ nào đó, và cái gì mình nên làm, cái gì mình nên tiếp tục, thì làm sao chúng ta sẽ làm được chuyện đó? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, giá Gia Cơ, để chúng được nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Chúng có cái lời đến tăng chức lễ đến sư phụ Thầy Siêu, từ đầu giấc đẳng, từ đầu minh hành, để được phát tính, để được tuyệt tri, sư phụ thông cục sư tăng ra chuyện gì, chúng ta là quý vụ người cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì phải nói rằng để mà có một sự so sánh giữa người với mình, hay là mình với người, để chúng ta có sự kiểm soát, để chúng ta có một sự so sánh đúng đắn tốt đẹp, điều này phải có một cái tâm tu. Nó có cái tâm tu ở đây rất là gì? Cái tâm tu thứ nhất là không phải là cái sự so sánh đó mà nó mang tính cái hơn thua để mà để tìm đối người, mà cái sự so sánh đó tức là để coi, tức là bằng một sự tấn hóa, bằng một cái khả năng về cái trình độ mà nó tiến tu của mình. Cũng như bây giờ ở trong cái bài mà cái lời dạy mà các thầy tỳ kheo cần phải có cái quán tưởng, cần phải có một cái tâm niệm ta đã làm gì trong ngày hôm nay, ta có chê trách mình không, ta có kiểm soát mình không, ngày đêm nó qua mau lẹ, ta làm được cái gì và ta không làm được cái gì, và ta so sánh với các bạn đồng học mình thì ta sẽ như thế nào. Đó chính là những cái sự kiểm soát, những sự nhìn lại về mình rất là tốt đẹp. Để nhìn lại về mình, so sánh cái sự tu tập của người, thấy cái sự tu tập của người ấy tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, hay người ấy biết buông bỏ, người ấy biết kham nhẫn, người ấy biết tốt đẹp. Thì ở đây nếu chúng ta có một sự suy nghĩ mà tự quán, tự xét lên mình, và cái điều đó phải tập. Hôm nay chúng ta vào trong room, chúng ta tu học, hay chúng ta vào cái khóa tu, cái lớp tu học. Năm trước kia mình không học được cái gì, vào chỉ vào chơi,
rồi nói chuyện. Nhưng ngày năm nay hay là buổi học này, thời học này, mình ngồi mình lắng nghe cũng cái câu chuyện này, cũng cái câu ý nghĩa này vị pháp sư này giải thích, làm cho ta nhớ lại, làm cho ta hiểu biết. Rồi vị pháp sư này nhắc lại cho ta, vị giảng sư này nhắc lại cho ta, thì ta cảm thấy ta rất là quan hỷ. Thì đó chính là một sự kiểm soát và một sự tiến hóa rất là tốt. Ở đời này tất cả chúng ta không thể nào mà có một cái sự chuẩn xác được là về tự mình, mà để có một sự nhận định về mình, tự mình có một sự tu tập, tự mình có một cái sự tiến hóa, nếu như mình không biết nhìn lại mình, nhìn về mình và bậc trí tuệ. Bậc trí tuệ người ta sẽ có một cái hiểu biết nó tốt hơn, nó đẹp hơn là như thế nào. Khi một cái có chuyện gì thì các ngài đều có nội quán, nội quán, nội tâm, nội tỉnh để các ngài có một cái sự tu tập tốt, hay có sự so sánh tốt, kiểm soát về cái trạng thái của mình, cái tâm tư của mình và cái sự tu tập của mình. Còn nếu mà chúng ta là người, chúng ta tạm gọi tức là những người đang tập sự, đang tiến tu, đang tập tu, thì chúng ta phải nhớ rõ ràng một điều là chúng ta phải kiểm soát và chúng ta phải dạy dỗ cái tập của mình. Cũng như mình nhìn lại mình, cũng như mình nghĩ rằng mình đừng bao giờ nghĩ xấu về người. Như khi nãy mà chúng tôi nói mình đừng cho phép mình suy nghĩ xấu về người, mình đừng có xem thường người, và mình cũng không có sợ người, không có phải khiếp sợ người, cũng không có xem thường người. Người ta tu được mình tu được, người ta làm được mình làm được, người ta học được mình sẽ học được, vân vân. Thì đó chính là những cái ý niệm mà chúng ta nhìn lại về mình, có thể sự kiểm soát về mình. Và đây cũng là một điều quan trọng. Nếu như và nhìn lại về mình, về trình độ, về trạng thái tâm, hay là những cái khả năng của chính mình, và mình biết được mình như thế nào. Ở đây biết người, biết mình, biết mình và biết cái đối phương mình. Đối phương ở đây chính là phiền não, cái đối phương chính là cái luân hồi. Hay là thì chính chúng ta, thì chúng ta sống, chúng ta có sự tu tập tiến hóa. Biết mình và biết người, thì chúng ta thấy là chúng ta đã còn hoàn toàn mình không biết mình, mà cũng không biết cái đối phương là phiền não luôn, thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ. Còn nhiều khi biết mình mà không khinh trọng phiền não, xem thường phiền não thì cũng có chừng. Mà biết mình, biết người, tức là hoặc là sợ phiền não quá, rốt cuộc mình không dám đương đầu, thì đó cũng là một sự yếu mềm, trình độ, một trạng thái tâm rất là mụi lượng, yếu đuối. Ở đây, về mặt tinh thần, về mặt cái trạng thái tâm phải là hùng tâm dũng khí. Nhìn lại mình, về mình đã tu được một cái gì, mình đã thực chứng được cái gì, mình đã có thành tựu được về giới, về hạnh, về định, về tuệ không, mình có thành tựu về trí kiến không, mình có thành tựu về một cái khả năng gì đó, chứ cũng là một sự buông bỏ, chứ cũng là một cái sự kham nhẫn, hay là cái tệ quán của mình nó tiến tu được. Làm sao chúng ta cũng có một cái nhìn lại về khả năng của mình. Chứ nên tôi tu rồi, nó rốt cuộc bây giờ chẳng thấy cái gì, chỉ thấy trong đầu có một cái chữ không, chữ tu. Chúng ta nói như vậy, nói kiểu phân quơ. Còn quý vị vào room là quý vị đã được một cái nhìn lại đi, thì chúng ta đã được một cái thiện tâm, chúng ta đã gieo giống lành. Rồi trạng thái tâm của chúng ta thành tâm, chúng ta nghe, chúng ta hoan nghỉ, và đó là những cái phước trí tuệ vô cùng to lớn của mình. Chẳng hạn, thì cái bình thường tọa đây chính là đối điều mà con trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa. Nếu có điều gì một chút thì kính thỉnh ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao tôi cứ đừng từ tòa từ quyền, có tính còn ở trước máy không?
nếu được cái trình trên Đức Pháp Tính và nghị trả lời thì cô tôi được chứ. Để Đức Pháp Tính khi mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài nhìn vào những cái truyền chứng của ngài trước như không có, bây giờ có rồi nó sẽ diệt, thì Đại Đức Pháp Quan Tịnh chỉ chia sẻ với đại chúng ở đây là cái sự trực nhận về sanh diệt á, sự sanh diệt của thân tâm á, nó có cái lợi lạc gì đối với đời sống tu tập. Ví dụ như người ta nói đồng ý thân mình về tâm mình có sanh thì có diệt thôi, nhưng mà nhìn thấy ở sanh diệt thì nó có lợi lạc gì ở cái đỉnh Đại Đức Pháp Tính? Nam mô Bụt Thầy Giá, con mang xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Nắng, thượng tọa Thủy Quy, thượng tọa Minh Thành cùng người Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng đang có mặt ở trục trung. Hoàng kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Đối với như ở trong cái làm bài kinh ngày hôm nay, có những cái đoạn nói về tôn giả Xá Lợi Phất hay là ngày Xá Lợi Phất. Ngài nhìn những cái tâm thiền chứng của ngài, ngài trước không có, ngài sau có, ngài sau khi có thì động diệt. Vậy thì dựa theo cái điều này mà chúng ta nhìn lại trong cái cuộc sống của chúng ta hoặc là trong cái cuộc tu tập của chúng ta, do đó là nếu mà một cái vị hành giả hoặc là đối với chúng ta mà chúng ta nhìn nhận được là cái sự đoạn diệt, là cái sự đoạn diệt của các pháp, dù cho đó là những cái thiền chứng hoặc là những cái ấn chứng gì mình có được, thì mình sẽ xả ly được với các cái pháp đó. Còn nếu mà chúng ta không có thấy được, thí dụ như ở trong cái đời sống này, chúng ta không có thấy được cái sự sanh diệt, hoặc là chúng ta không có đưa tâm đến để mà chúng ta quán tưởng những cái hiện tượng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, do vậy mà mình luôn luôn mình bị dính mắc, luôn luôn mình nghĩ nó trường tồn, thành ra chúng ta mới lọt vào những cái tà kiến thường hằng, hoặc là những cái chủ quan, những cái sự sai lầm do cái tư tưởng của chúng ta đó. Thì vậy thì cái hay của ở trong những cái lời Đức Phật dạy mà chúng ta học, dù cho có thô hay có tế, có xa hay có gần, có thù thắng hay hạ liệt, nói chung nó dù cho nó được mô tả hoặc là được diễn tả hoặc là nó sanh như thế nào cũng vậy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng vẫn nằm ở trong cái sự vô thường, mà hãy mà cái gì đó mà nó vô thường thì nó là khổ, mà cái gì nó là khổ thì nó sẽ không phải là của mình, có nghĩa là nó vô ngã. Thành ra chính vì ở trong cái Phật giáo này có được cái trí tuệ mà chúng ta nhìn nhận như vậy đó, thành ra chúng ta mới có những cái pháp xả ly, có nghĩa là chúng ta không có còn bị chấp thủ hoặc là không còn bị dính mắc với các pháp vũ vi, hoặc là chúng ta không có dính mắc những cái trạng thái của thiền, có nghĩa là cái trạng thái an lạc của những cái tâm thiền. Thì nhờ như vậy đó chúng ta mới có cái sự xả bỏ, có nghĩa là mình không có chấp thủ vào cái thân này hoặc là cái cuộc sống này nữa. Vậy thì tóm lại, đối với một cái vị Phật tử hoặc là một cái vị hành giả, khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta thấy chúng bị đoạn diệt, có nghĩa là mình đưa mắt đến đâu mình cũng thấy các pháp nó có cái tánh sanh lên rồi nó diệt đi, thì lúc đó chúng ta không có còn cái sự chấp thủ vào cái pháp đó, chúng ta không còn cái sự chấp thủ vào cái đời sống này. Nhờ vậy mà chúng ta mới dễ dàng chúng ta ly tham, dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là cái lợi ích khi mà một người mà thấy chúng đều bị đoạn diệt.
Với những cái lời này thì con xin được trả lời qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. À, cái trường kia để có tính cái bạch sư công đức và chư vị phụ tử. Hôm nay chúng tôi có một cái thông tin về về liên quan đến coronavirus. Chúng ta biết là vài tuần trước đây khi mà tổng thống Donald Trump có tuyên bố là cái thuốc trị sốt rét, thuốc ký ninh đó, nó là một cái thuốc hứa hẹn để trị được COVID-19 đó, thì nó có cái hiện tượng xảy ra là sau đó thuốc này trở nên rất là khó, rất là khan hiếm để mà tìm. Mặc dù tuần lễ trước đây thì người ta cho biết rằng qua nhiều cuộc thử nghiệm thì cái thuốc nó hoàn toàn không có tác dụng gì. Và thứ vì ngày hôm qua thì lại có một cái chuyện khác cũng với một cái thông tin tương tự như vậy. Thông tin này bắt nguồn từ ở New York là các bác sĩ họ đã dùng một loại thuốc mà chúng ta thường xài, rất thường xài, là Pepcid. Pepcid là một thuốc trị heartburn, tức là trị gọi là ở chua hay là ở nóng. Khi nào mà bị bệnh này, người Mỹ gọi là heartburn ấy, thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu ở lòng ngực của chúng ta. Thì hiện nay thì họ đang thử nghiệm thuốc này trên 300 bệnh nhân, và họ hy vọng rằng họ sẽ dần dần họ thử trên 1.200 bệnh nhân để trước khi có kết quả. Nhưng mà vấn đề này nó còn nó có thể gây ra khó khăn. Họ đang giấu cái việc này bởi vì cái Pepcid hay là cái thuốc trị ở chua, thưa quý vị, trị heartburn đó, nó là cái thuốc mà chúng ta rất thường cần xài trong đời sống. Dạ, rất là thường cần xài. Nếu mà có nhiều người nghe tin tức này và họ chạy chợ họ mua, thì tới khi chúng ta cần nó sẽ không có. Đó là vấn đề. Nếu mà quý vị nào mà ở trong nhà đã có rồi đó, thì ráng để ý để mà giữ, bởi vì có thể trong vài ngày sắp tới nó sẽ không còn ở counter để chúng ta mua nữa. Thời bây giờ thưa quý vị, ngay cả cái alcohol, tức là alcohol để mà rửa tay đó, có khi cũng khan hiếm. Bất cứ cái loại nào mà nó cần đến mình dịch là cần đều khan hiếm hết. Và không ai chúng ta cái thuốc Pepcid này lại là một thuốc mà chúng ta thường xài. Vì bác sĩ trưởng của bệnh viện đó thì có nói rằng họ giấu cái tin tức này, nhưng mà rồi giấu không được tại vì nhiều người trị bệnh quá. Thì hiện nay ở trong số hơn 300 bệnh nhân thì đã có một số cái dấu hiệu cũng cho thấy rằng cái bệnh này nó giúp cho người và càng lúc càng khó, thưa quý vị. Và mà cái thuốc ký linh đó, thuốc trị sốt rét đó, thì có khi chúng ta không cần, nhưng mà cái phép này là cái mà chúng ta cần rất là nhiều. Và thời bệnh dịch thì luôn luôn nó có xảy ra như vậy. Do vậy thì nếu quý vị còn có ở trong nhà thì cố gắng giữ, tại vì có thể khi chúng ta cần xài chúng ta không có được mà sử dụng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng. Sa thu lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm,
kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ. Mời Nhân Quỳnh đế kinh. Nhân Quỳnh ơi. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa devata sapa sangha lumba vena so te on duye on sarang vien kong duk da lam kiek kiek lam yai thoang de tử và chúng sanh lòng niềm hành chân giác. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ lễ. À, chào.